hàng tới rồi quý vị. Đây em chính thức chuẩn bị bàn giao nha. Đó, chiếc xe của khách tới nha. Rồi, đó, chuẩn bị bàn giao quý vị. Đó. Rồi, bàn giao nha. Xe của khách đó, người ta tới lấy hàng rồi quý vị. Đó, em chính thức làm cái VIP bách cho khách luôn ha. Rồi, cũng lên được cái yên xe anh chứ để nè, không cũng lên được ha. Con này chỉ cần tháo phần yên, nếu mà phần yên zin đó các bạn không có cần phải tháo, còn nếu mà các anh tháo thì lên chục xe được nha, đưa mang đi đi du lịch được thoải mái nha. Mình thấy cái kích cỡ này xe 7 chỗ là lên được nha quý vị. Còn vấn đề đi luôn quý vị ha. Đây là giáo xứ Phú Bình nhà em ha. À, khu vực nhà em nha quý vị. Giáo xứ Phú Bình khu vực nhà em nha quý vị. À, đây bạn xe phiên bản 3 bánh của dòng Scooter Mini ha, phiên bản 3 yên nha quý vị. À, đây là phiên bản được nâng cấp về bản yên nha, với phần đèn gầm. Cái đèn gầm với phần đèn gầm và phân cấp yên là yêu cầu của khách hàng nha quý vị. Ai có nhu cầu về độ cái yên lại thì nói với mình nha, mình sẽ làm cái yên theo nhu cầu. Đây là yên zin của nhà nó. Đây, cái phiếu là phiếu bảo hành của công ty. Cái phiếu đó thì nói chung là nó không có tác dụng gì đối với các bạn đâu, nếu ở nước ngoài thì đối với Việt Nam thì không có tác dụng gì. Nhưng mà đối với mình bán những cái dòng này thì mình sẽ chịu trách nhiệm về phần sửa chữa cho các bạn miễn phí nha. Miễn phí sửa chữa, còn hư cái gì bể gách cái gì là cái yên bị gách cái gì là hay dưa bể gách gì đó các bạn có thể thay thì tính phí. Đây là phần 3 yên, 1 yên, 2 yên, 3 yên, 1, 2 yên và bên có điện tủa. À, con này là bạn pin nha quý vị, bạn pin 48V 12Ah đi được tầm 30-40. Cái này là mình đã test qua rồi ha. Khẳng định bạn là đi 30-40 từ gây ra Sài Gòn về là vẫn còn pin nha. Không có vấn đề phải lo về pin nha quý vị. Đó. Con này cơ cấu thì có 3 màu, màu đỏ, màu đen và màu trắng. Hiện tại thì thiết kế thì nó phần đẩy yên, cho nên lấy về mình đã có cơ cấu ngoại nguyên bản. Ngoài nguyên bản các bạn lấy là với giá đó thì mình không có thêm cái gì. Nhưng mà nếu mà có yêu cầu sửa chữa như là nâng cấp yên này kia, đây phần yên nó có phục nhúng, các bạn có thể tháo gỡ vô. Cái này là do bên mình hàng làm, quý vị, hàng làm lại ha. Yêu cầu của khách thì muốn cái nào nó thoải mái hơn, ngồi nó thoải mái, không bị sốc sống lưng hơn, không bị đau lưng này kia. Những người mà dành cho những thì nên chú trọng cái phần đó, tại vì ảnh hưởng sức khỏe của mình mà các bạn, vừa tốt cho mình nữa. Đây, con này là mát tóc thì 25-30 thôi. Những dòng bao bánh ở nước ngoài bây giờ nó quy chế là cho phép là từ 25-30 dưới 30 độ lại thôi. Riêng chỉ có bên mình là được 30 km/h thôi, còn lại hầu như là dưới 20-25 không. Mình khẳng định nha, chỉ có yêu cầu của bên mình thôi là những dòng sản phẩm. Hiện nay là trên thị trường mình là có dòng duy nhất là đây là dòng mới 2003-2004. Hiện giờ cái dòng cũ mấy năm trước là những dòng đó là các bạn nhìn nó ọp ẹp lắm. Nó không phải thiết kế cho hai cầu và hai động cơ và trục Visa như thế. Con này nó lợi thế cái trục Visa, những dòng lợi thế bị Visa nhưng mà hơi bị giảm tốc. Về nó và Visa của nó chịu được lực cầu, các bạn lên cầu không có tuột dưới cầu. Các bạn thắng hay dậu cầu, các bạn đậu hay dậu cầu nó vẫn không có tuột nha. Trên cơ chế các bạn mở công tắc. Ở đây công tắc thì có công tắc bằng chìa khóa và công tắc bằng chống trộm. Cái này cũng đơn giản là nhấp bô nó hiện lên. Khi xài chống trộm á, thì xài khóa chống trộm thì mở bằng công tắc chống trộm luôn. Đó, các bạn nhìn ha, ngon lành ha. Còn cái thứ hai là phần đèn, mình đấu trực tiếp vô ghe công tắc luôn ha. Mình bỏ lên là nó công tắc đèn nó sẽ lấp lánh như thế này. Và phần đi là phía sau người ta sẽ không có ba đập nó nha quý vị. Người ta sẽ không có đụng chạm đó, tại vì ánh sáng với đó, ánh sáng thì người ta nó sẽ không đụng chạm ha. Đó nó là thiết kế cho cái phần sau. Cái phần đèn này thì mình sẽ xu hướng tới thì nếu bạn nào có nhu cầu thì nói mình sẽ lắp thêm cái phần đèn cho các bạn nhu cầu thôi. Cái đó thì đấu riêng, phải có thời gian đấu trong một ngày gì đó mình rảnh rỗi sẽ đấu cho các bạn. Đó là yêu cầu nâng cấp lên cái phần đèn. Trên thực tế không có phần đèn nha quý vị. Đó chỉ có phần đèn là lắp lánh ở dưới phần gầm thôi, nhưng mà giá cả nó cũng cao lắm. Cho nên mình tự đắp lánh, mình tự lắp cho các bạn luôn. Cho nên cái vấn đề là các bạn có nhu cầu về nâng cấp phần đèn ha, thì giữ lại một ngày gì đó mình nâng cấp cho. Không có sao cả. À, con này là chuẩn bị tiến hành bàn giao ha. Là chút nữa là có khách hàng xuống đây nhận địa điểm để tiếp nhận tại giáo xứ Phú Bình nhà mình nha, khu vực mình nha quý vị. Tại vì hiện giờ là trong đời hẹn người ta vẫn mới đầu tiên người ta vô chưa có quen đó, cho nên là mình hẹn người ta ra tới đây luôn. Sắp tới là xuống này quý vị, mình bóc lên ha. Trên có pin, có nón. Và là phần này là được nón, ngoài nón ra mình còn hỗ trợ cho quý vị là không có nón thì mình hỗ trợ cái khóa cho các bạn để bù qua đắp lại cho các bạn về phần nón đó. Trên nón con nít, đó là phần quà tặng thôi. Mình có thể bù qua bù lại cho các bạn cái phần này.
Các bạn lưu ý ha, cái gì các bạn cần thay là mình đã hoàn lại cho, ví dụ như là zin in là mình hoàn lại nha, mình không có giữ lại các bạn. Các bạn mua cái phần phụ kiện nào thì mình hoàn lại cái phần đó cho các bạn, mình tháo ra mình làm thì mình phải hoàn lại cho các bạn thôi, đó là quy tắc làm việc của mình ha quý vị ha. Cái phần thứ ba nữa là đây, trên trường hợp có mình có tặng một cái giỏ mà giỏ nhựa với giỏ nhựa, nhưng mà trong quá trình về nó bị rách đó, mình bù lại cái khác cho các bạn, cái khác tương đương và thậm chí hơn giá trị của nó, giống như là cái này bên mình có cái này thì mình bù lại cho các bạn cái này, cái này khóa rất là công dụng, khi các bạn dùng là khóa một cái bánh xe cũng rất là lợi ha. Đó, cho nên các bạn yên tâm về cái vấn đề quà nha, cái đó là quà người ta tặng, bên công ty nó tặng cho các bạn như thế nào, trong bộ đó có như thế nào mình tặng, giống như cặp kính nè, cặp kính nè, ví dụ như là cặp kính và bên trong là có phụ kiện rồi nhỏ nhỏ nho nho gì đó, cái đó là kèm theo thì mình cũng để cho các bạn luôn, như ống bơm đồ ha, rồi mấy cái tulip nhỏ nhỏ nho nho, giờ bên cục sạc của các bạn là chủ yếu là cục sạc zin nè, đó mình kèm theo hết, gọi lại cho các bạn hết. Trong trường hợp cái nón nó bị bể thì mình bù lại cái khóa cho bạn, cái giỏ bị nứt thì mình bù lại, tại vì trong quá trình nếu mà đợi thì mình cũng phải đợi 10 ngày mình mới đưa về, còn không á mình sẽ bù lại cái giá trị cao hơn cho các bạn một chút, cái giá trị này để các bạn có công dụng cho nó ha, chẳng hạn bù lại cái ổ khóa cho các bạn để các bạn dùng. Đó, đơn giản à. Bất cứ cái sản phẩm nào các bạn mua bên mình là mình đều hỗ trợ cho các bạn sửa chữa hết nha. Lưu ý nha, bảo hành sửa chữa nha. Pin ở đây có vô chống vô nước nha quý vị. Chống vô nước cho nên mình đã kích hoạt pin chống vô nước, cho nên các bạn không phải lo cái vấn đề là nước vô ha. Khi nào đi về về cứ việc lấy khăn và lau giùm mình thôi. Đó, càng giữ kỹ càng cẩn thận thì cái xe nó sẽ lâu bền hơn, tuổi thọ nó cao hơn, pin nó sẽ cao. Rồi. Là kích cỡ cùng 1 mét mấy. Ok. Rồi,